Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm methylene glycol là C2, H4, OH tất cả 2. Thằng này nó sẽ tương đương với C2, H6, O2. Chế tiếp theo là aldehyde formic là HCHO. Thằng này sẽ quy đổi về sẽ là CH2O. Tiếp tục axit acetic CH3 COO H. Về công thức phân tử là C2H4O2. Glucose là C6H12O6. Axit lactic ở đây chúng ta có là C3H6O3. Như vậy ở đây người ta hỏi phần trăm về khối lượng của ethylene glycol. Như vậy trong tay chúng ta hiện tại đang có một dữ kiện, hai dữ kiện và đề hỏi riêng, thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng phương pháp giải hệ và nhiệm vụ là giữ lại ethylene glycol. Bốn chất này cố gắng biến đổi về một chất là đủ. Như vậy ở đây ta thấy này, chất số 3, số 4 và số 5 thực chất là gấp đôi, gấp 6 và gấp 3 lần của chất độ chất số 2, đúng không? Thế nên sẽ là 2 lần CH2O. Và thằng này sẽ là gì? Gấp mấy lần? Thằng này sẽ là 6 lần CH2O. Dưới này sẽ gấp 3 lần CH2O. Như vậy, khi đó mình thực chất mình quy đổi bài toán này về đúng hai chất. Đó là C2H6O2 và CH2O. Chúng ta đi tới dụng epoxy để mình thu được CO2 và nước. CO2 cộng cho H2O. Ở đây CO2 chúng ta tính được là bằng 0,15. Nước ở đây 0,16. Như vậy ở đây mình đặt số mol của thằng này là x mol, thằng này là y mol. Chúng ta đi giải hệ. Đó là gì? Chúng ta đi bảo toàn C là 2x cộng y bằng 0,15. Đi bảo toàn H 6x cộng 2y bằng 2 nhân cho 0,16. Em tính được x, tính được y, x bằng 0,01 và y bằng 0,13. Yêu cầu chúng ta là tính phần trăm khối lượng của ethylene glycol. Phần trăm khối lượng của C2H6O2 bằng, chúng ta sẽ lấy khối lượng của hắn là 62 nhân mol 0,01 nhân 100 chia cho tổng là 62 nhân cho 0,01 cộng cho thằng này là 30 nhân cho 0,13. Ở đây em tính được bằng 13,72%. Như vậy, có đúng ở đây mình chọn là câu D.